Con ngày bố hôm nay tiêm ở đâu? Tiêm ở đâu bảo bố thế nào? Tiêm chỗ nào cơ? Con tiêm chỗ nào? Tiêm vào tay hay tiêm vào chân? Con ngày bố? Mình tiêm vào tay hay tiêm vào chân? Tiêm vào chân á, con chân lên à? Chỉ vào chân, đây, con chân lên à? Tiêm vào chân đúng không? Đâu chỗ nào nào? Chỉ cho bố xem nào. Mình tiêm có đau không? Mình có đau không? Mình tiêm có đau không? Bác sĩ có tiêm mình đau không? Không đau à? Không đau. Con gái bố bản lĩnh nhỉ? Tiêm không đau. Con gái bố bản lĩnh quá. Tiêm không đau một chút nào. Đâu xem này chân nào. Con gái bố xinh gái. Con gái bố chào mọi người đi. Hello, mình là Linh Đan. Xin chào các bạn, mình là Linh Đan. Linh Đan đáng yêu. Linh Đan chào các bạn à. Anh ăn thẻ lưỡi ra làm gì đấy? Anh ăn đói à? Mình ngậm muốn ti chưa? Ngáp. Anh ăn là muốn ti chưa? Muốn trời à? Thế chờ tí nữa mình về mình ti nha. Mình về nhà mình ti nha. Mẹ đang đi mua bỉm cho con. Mẹ đang mua bỉm cái kìa. Linh Đan đói quá rồi. Linh Đan muốn ti quá. Linh Đan đáng yêu. Ui ngáp. Ngáp. Linh Đan đáng yêu. Linh Đan đáng yêu. Linh Đan chào các bạn đi. Linh Đan chào các bạn đi để kết thúc video nào. Chào các bạn. Bye bye các bạn nha. Bye bye các bạn đi con. Linh chào các bạn. Mình là Linh Đan. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn. Mình buồn ngủ quá rồi. Mình thèm ti. Thèm ti. Ngồi thèm ti đúng không? Đúng không? Mình thèm ti không? Mình đi về mình đi. Mình đi về mình ti đây. Các bạn xem video của mình nha. Các bạn vẫn xem video của con đấy. Video của con up lên YouTube đi. Các bạn xem video của con. Sau này con sẽ xem lại video này nữa nha. Sau này cho con xem lại nha. Thơm. Chút. Bye bye các bạn.